Ban chỉ đạo kế hoạch số 506 của Bộ Công an về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai thực hiện kế hoạch. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo kế hoạch số 506 chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu An Giang có đồng chí Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Qua 2 năm, Ban chỉ đạo kế hoạch số 506 liên ngành trung ương và địa phương đã có hơn 400 báo cáo Quốc hội, Chính phủ về tình hình công tác, chấp hành pháp luật, kết quả công tác phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, tham mưu đề xuất ban hành hơn 500 kế hoạch triển khai các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ trong tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa với loại tội phạm này. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban chỉ đạo kế hoạch số 506 các cấp tiếp tục chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu chủ trương giải pháp lãnh đạo công tác, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, không để tác động hình thành các nguy cơ phát sinh tội phạm, đặc biệt là lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội phối hợp với Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng, sớm đưa hệ thống dữ liệu về quản lý các vụ việc liên quan đến trẻ em phục vụ công tác phòng chống xâm hại trẻ em. Ban chỉ đạo kế hoạch số 506 các địa phương chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp gắn kết giữa gia đình, nhà trường, tổ chức xã hội, tổ chức quần chúng nhằm bảo vệ trẻ em trong thời gian tới. Ngày 8 tháng 12, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang do Đại tá Lê Phú Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỗ trợ kinh phí xây dựng mở rộng thánh đường Mohamed Ia tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Sau khi khảo sát thực tế khu vực xây dựng mở rộng thánh đường Mohamed Ia, Đại tá Lê Phú Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng cho ông Zakaria, giáo cả trưởng ban quản trị thánh đường Mohamed Ia. Đây thể hiện sự quan tâm chia sẻ của ban giám đốc và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đối với đồng bào dân tộc Chăm nói chung, ban quản trị thánh đường Mohamed Ia nói riêng để thánh đường sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Thay mặt ban trị sự thánh đường Mohamed Ia, giáo cả Zakaria chân thành cảm ơn ban giám đốc công an tỉnh thời gian qua đã quan tâm chăm lo đến đời sống đồng bào Chăm. Thời gian tới, ban trị sự thánh đường sẽ tích cực vận động bà con tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, người Việt Nam không chỉ ưu tiên dùng hàng Việt Nam mà không ít người tiêu dùng đã coi hàng Việt là niềm tự hào. Cụm từ hàng Việt từ lâu đã len lỏi đến từng ngõ ngách, thôn bản, làng xã và các gia đình người Việt. Từ sự thân quen gần gũi đã trở thành niềm tin, không ít người tiêu dùng đã chọn hàng Việt Nam trong giỏ hàng hóa mua sắm của cá nhân và gia đình mình. Nhiều năm qua, với sự vào cuộc của các cấp các ngành trong cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền, đưa hàng Việt về khu vực công nhân, khu công nghiệp, chương trình bán hàng bình ổn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đánh giá từ các doanh nghiệp bán lẻ, người tiêu dùng ngày càng kỹ tính trong việc lựa chọn sản phẩm tiêu dùng, ngoài kiểu dáng, độ bền, còn đặc biệt quan tâm đến nhiều sự an toàn đối với sức khỏe. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh lan rộng, nắm bắt tâm lý này, các doanh nghiệp sản xuất trong nước đã nhanh chóng đưa ra thị trường nhiều mặt hàng có giá thành vừa phải, đảm bảo chất lượng tiện ích. So với hàng ngoại, hàng Việt có nhiều lợi thế riêng nhờ hiểu được thói quen của người tiêu dùng trong nước, từ đó giúp cho hàng Việt tăng cường sức cạnh tranh với các hàng nhập ngoại. Người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn các mặt hàng xuất xứ Việt Nam thay cho hàng ngoại. Cũng đi bán hội chợ cũng nhiều lần, cũng nhiều chỗ. Nhưng mà những người khách hàng là ta thường là dùng hàng của Việt Nam, chất lượng cao. Người tiêu dùng ta vẫn nói là cái hàng Việt Nam bây giờ đạt được cái ga ISO với ga nước ngoài được. Nhưng mình đi bán vậy là trước hết là cũng có mặt hàng của mình, rồi xung quanh những cái gian hàng của Việt Nam thì nói chung là các cái phường xã bạn cũng đi chung đó bán là rất là nhiều hàng của Việt Nam, còn những người tiêu dùng có khách hàng người ta rất là chuộng cái hàng của mình đây. Để hàng Việt ngày càng gần gũi hơn với mọi gia đình, mới đây Sở Công Thương tỉnh An Giang đã có văn bản mời doanh nghiệp quan tâm hưởng ứng đăng ký tham gia chương trình Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia 2022 diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022. Địa điểm khuyến mại diễn ra tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng, địa điểm kinh doanh, website bán hàng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mãi và mức giá giảm tối đa với hàng hóa dịch vụ được khuyến mãi lên đến 100%.
Có thể nói, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được Ban Bí thư xác định là một trong những giải pháp cần thiết quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Cuộc vận động là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan trọng ổn định kinh tế, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, an sinh xã hội và sự phát triển thị trường nội địa theo hướng bền vững. Thưa quý vị, trong tương lai không xa, huyện Châu Phú sẽ trở thành thị xã vùng ven sông Hậu thông qua việc thực hiện các chương trình lớn về xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị. Đến thời điểm này, huyện Châu Phú có 6 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến cuối năm 2022 này, huyện sẽ có thêm 2 địa phương đạt xã nông thôn mới là Thạnh Mỹ Tây và Bình Long. Đồng thời, xã Bình Mỹ sẽ trở thành xã đầu tiên trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, theo Bộ Tiêu chí của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ban hành giai đoạn 2021-2025. Các xã Bình Phú, Mỹ Đức và Khánh Hòa phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Hiện nay, huyện Châu Phú tiếp tục triển khai mở rộng các vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới như vùng trồng nhãn xuồng tại xã Khánh Hòa, trồng sầu riêng xã Bình Chánh, vùng chuyên rau màu xã Bình Thủy và vùng nuôi cá lóc giống theo tiêu chuẩn Global Gap ở xã Mỹ Phú. Riêng trong lĩnh vực môi trường, Châu Phú đã có hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn với tỷ lệ khoảng 50% tổng lượng phát sinh và lượng nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp. Tại các khu cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Trong đó, tỷ lệ đất trồng cây xanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tối thiểu là 10% diện tích toàn khu. Tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đều có hạ tầng về bảo vệ môi trường đảm bảo đúng theo quy định. Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị thì luôn được huyện quan tâm thực hiện. Trong năm thì huyện được Ủy ban Nhân tỉnh thống nhất là cho chủ trương thực hiện cái lộ trình là quy hoạch xây dựng chung của xã và cái xây dựng phát triển cái huyện Châu Phú và đạt tiêu chí thị xã vào năm 2030. Được Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng là đạt tiêu chí đô thị loại 4. Ngay từ đầu năm 2022, Xí nghiệp Môi trường Đô thị Châu Phú đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang ký hợp đồng dịch vụ công ích đối với Ủy ban dân huyện Châu Phú, chăm sóc công viên cây xanh, bảo trì hệ thống chiếu sáng công cộng, 2 là quét rác đường phố và trung tâm thương mại Cái Dầu, quản lý và khai thông cống thoát nước khi có yêu cầu của địa phương. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Châu Phú đã xây dựng và nâng cấp mở rộng 26 công trình đường giao thông, cầu cống, với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 15 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện Châu Phú đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang thống nhất cho chủ trương về quy hoạch xây dựng chung các xã và xây dựng huyện đạt tiêu chí thị xã vào năm 2030. Niềm vui lớn nhất của huyện nhà là đã được Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 4. Bên cạnh đó, huyện đã và đang xây dựng 65 công trình cầu đường, trường học với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong năm 2022 là huyện kêu gọi được các doanh nghiệp đăng ký khảo sát, đầu tư mới 4 dự án về khu dân cư và hoa viên Trúc Lâm tại xã Khánh Hòa và xã Thạnh Mỹ Tây trên quy mô hơn 280 hectare với tổng số vốn dự kiến hơn 4.000 tỷ đồng. Cái nói chung là được vậy là bà con rất là mừng. Vì giữ vệ sinh chung cho nó sạch đẹp. Hiện huyện Châu Phú đang hoàn thành các hồ sơ thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư quy hoạch xây dựng đối với các dự án đã đăng ký thực hiện như cụm công nghiệp Mỹ Phú, dự án khu đô thị mới Bình Mỹ và dự án khu dân cư xã Mỹ Phú để sớm thi công đưa vào khai thác. Bên cạnh đó, đang kêu gọi đầu tư hàng loạt các dự án khác tại các xã Đào Hữu Cảnh, Bình Phú, Bình Thủy, Khánh Hòa và thị trấn Cái Dầu. Trong đó, tập trung đầu tư cũng như triển khai thi công láng nhựa tuyến đường Nam Cần Thảo với chiều dài hơn 15 km, mặt đường rộng hơn 6 m theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đồng thời, huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư nâng cấp trung tâm y tế huyện với hiện trạng hiện nay là 200 giường lên 500 giường để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Huyện sẽ triển khai thực hiện cái quy hoạch chung xây dựng xã cũng như là cái xây dựng phát triển huyện Châu Phú để hướng tới là trở thành thị xã vào năm 2023 theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp tục kêu gọi đầu tư các cái dự án như là cái khu dân cư trung tâm hành chánh xã Bình Phú, khu dân cư trung tâm hành chánh xã Đào Hữu Cảnh,
cũng như là cái khu đô thị xã Bình Thủy. Thứ ba là chúng tôi sẽ triển khai cái kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng vốn đầu tư là dự kiến là trên 60 tỷ đồng. Hy vọng trong tương lai không xa, huyện Châu Phú sẽ trở thành thị xã ven sông Hậu của tỉnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh nhà. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn biên giới huyện Tịnh Biên, đơn vị vừa phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển 16 tấn đường cát nhãn mác nước ngoài, nghi vấn nhập lậu. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 8 tháng 12, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện Tịnh Biên tổ chức tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện. Khi đến khu vực khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, Tổ công tác phát hiện bắt giữ xe ô tô tải biển kiểm soát 83C04255 do tài xế Trần Hoàng Thiện, sinh năm 1965, trú tại tỉnh Sóc Trăng điều khiển. Trên xe có chở 16 tấn, 320 bao đường cát xuất xứ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp theo thực tế số lượng hàng hóa trên xe, không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định và không xuất trình được bộ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ nước ngoài. Tổ công tác tiến hành bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tân Châu cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Giang Hồ, sinh năm 1991, cư trú ấp 5 xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, về tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 12 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2022, Công an xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu nhận được tin báo của người dân tại nhà bà Nguyễn Thị Út, ấp Phú Bình, xã Phú Lộc, có một đối tượng lạ mặt đi xe mô tô biển kiểm soát 67H1-52450 đang có hành vi đột nhập vào nhà bà Út để lấy trộm tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã Phú Lộc nhanh chóng đến hiện trường thì phát hiện bắt quả tang Võ Văn Hồ đang thực hiện hành vi đột nhập vào nhà tìm tài sản lấy trộm. Qua làm việc tại cơ quan công an, Hồ đã thừa nhận hành vi đột nhập vào nhà bà Út để tìm tài sản lấy trộm, nhưng chưa lấy trộm được tài sản thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Đồng thời, Hồ khai nhận thêm, trước đó, y vừa thực hiện trót lọt một vụ trộm điện thoại của người dân trên địa bàn xã Vĩnh Sương. Được biết, Võ Văn Hồ là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù là tiếp tục đi ăn trộm. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh An Giang do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đến thăm và chúc mừng năm mới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm Tổng lãnh sự quán Đức, Tổng lãnh sự quán Úc, Văn phòng Kinh tế và Thương mại Đan Mạch. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thủy. Tại Tổng lãnh sự quán Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, những năm qua, chính phủ và các tổ chức của Đức đã có nhiều sự hỗ trợ cho tỉnh An Giang thông qua các chương trình dự án trên các lĩnh vực, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định, tỉnh An Giang luôn sẵn sàng chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Đức đến tìm hiểu và tiến hành các hoạt động thương mại đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cũng trân trọng mời bà Geoffrey Wallace, Tổng lãnh sự và các doanh nghiệp Đức tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2023 và mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Đức và An Giang sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các bên trên lĩnh vực kinh tế, thương mại. Đến thăm Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác chúc bà Sarah Hopper cùng các cộng sự Giáng sinh an lành và năm mới nhiều sức khỏe, thành công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, với sự hỗ trợ thủ tục của quý Tổng lãnh sự quán, năm 2014 và 2019, tỉnh An Giang đã tổ chức thành công hai đoàn công tác sang thăm và làm việc với một số địa phương và đối tác của Úc. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang mong muốn hợp tác với các đối tác của Úc trên một số lĩnh vực như chăn nuôi, đào tạo nhân lực trong nông nghiệp. Vì vậy, tỉnh An Giang dự kiến sẽ tổ chức đoàn đến thăm và làm việc tại Úc vào năm 2023 nhằm tiếp nối và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đối tác Úc hiện có. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cũng trân trọng mời bà Sarah Hopper, Tổng lãnh sự và các doanh nghiệp Úc tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2023.
bà Sarah Hopper rất vui mừng trước mối quan hệ hợp tác và tình cảm tốt đẹp với các đối tác Úc với tỉnh An Giang, đặc biệt là các lĩnh vực mà hai bên cùng có thế mạnh và nhu cầu hợp tác là giáo dục và nông nghiệp. Bà Sarah Hopper vui vẻ nhận lời tham dự hội nghị xúc tiến tháng 8 năm 2023 và dẫn động các doanh nghiệp Úc tham gia. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đến thăm và chúc mừng năm mới Văn phòng Kinh tế và Thương mại Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Chính phủ và các tổ chức của Đan Mạch đã có nhiều hỗ trợ cho tỉnh An Giang thông qua các chương trình dự án trên các lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ quý báu từ phía Đan Mạch, mong muốn Ngài Đại sứ sẽ là cầu nối cho sự hợp tác trong tương lai giữa các doanh nghiệp An Giang và các doanh nghiệp Đan Mạch trong việc xuất nhập khẩu các mặt hàng mà mỗi bên quan tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình trân trọng mời Ngài Đại sứ và các doanh nghiệp Đan Mạch tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Ngài Đại sứ Nikolai Pris đánh giá cao sự hỗ trợ của lãnh đạo chính quyền tỉnh An Giang đối với dự án của công ty Spectre An Giang là dự án đầu tiên của công ty Đan Mạch trên địa bàn tỉnh. Hy vọng chính quyền và lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Đan Mạch trong thời gian tới. Ngài Đại sứ cũng sẽ tích cực giới thiệu các doanh nghiệp Đan Mạch đến tìm hiểu cơ hội hợp tác với tỉnh An Giang. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Thư cùng đoàn công tác cũng đến thăm và chúc Tết Tổng lãnh sự quán Ấn Độ. Tại buổi đến thăm và chúc Tết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Thư nhấn mạnh, Ấn Độ là một trong những đối tác đầu tiên có quan hệ hợp tác với tỉnh An Giang, nhưng trong thời gian qua, các hoạt động hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của hai bên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, đôi bên sẽ đẩy mạnh hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực dược phẩm, nông nghiệp, du lịch và giáo dục. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Thư hy vọng Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong công tác kết nối giao thương, kêu gọi các nhà đầu tư, hợp tác nghiên cứu sản xuất, đồng thời gửi lời mời đến Ngài Tổng lãnh sự và các doanh nghiệp Ấn Độ sẽ sắp xếp thời gian tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2023. Ngài Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ đánh giá cao vai trò của An Giang trong thời gian qua đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đồng thời, cũng hứa sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và hỗ trợ phát triển du lịch tại địa phương, kêu gọi các nhà đầu tư Ấn Độ đến An Giang để tìm hiểu môi trường kinh doanh, để tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại địa phương. Chiều cùng ngày, đoàn cũng đến thăm chúc Tết Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 12, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam phát động chiến dịch môi trường sạch cuộc sống xanh lần thứ 8 năm 2022 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chương trình môi trường sạch cuộc sống xanh được công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam phát động từ năm 2015 nhằm tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức của nông dân về bảo vệ môi trường và sử dụng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. Tham gia chương trình, bà con sẽ thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật không phân biệt công ty sản xuất đã qua sử dụng bị vứt ngoài đồng ruộng, trong các vườn cây ăn trái, ở những nơi công cộng, mang đến các điểm thu gom và đón lấy những phần quà thiết thực. Sau 2 ngày phát động, chương trình thu hút khoảng 1.000 nông dân tham gia với hơn 5 tấn vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật các loại được thu gom. Tất cả các vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật này sẽ được tập kết và xử lý theo đúng tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe và môi trường. Thưa quý vị và các bạn, tổ cất nhà đại đoàn kết nhà tình thương xã Phú An, huyện Phú Tân được thành lập vào năm 2008. Trong suốt 14 năm qua, các thành viên trong tổ luôn tích cực đóng góp, góp công, góp tiền để cất mái ấm cho những hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, giúp nhiều gia đình được an cư, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Tổ cất nhà đại đoàn kết tình thương xã Phú An hiện có hơn 20 thành viên. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng có chung một tấm lòng là mong muốn góp sức mình để cùng địa phương chăm lo cho hộ nghèo, khó khăn. Khi chuẩn bị cất nhà cho một hộ khó khăn nào đó, thì các chú các anh trong tổ tự thu xếp công việc gia đình, cùng tập trung lại người cưa, người bào, người đục. Mỗi người một việc vừa sức, cùng chung tay chuẩn bị và cất lên căn nhà khang trang, vững chãi. Trung bình mỗi năm, tổ cất mới và sửa chữa từ 20 đến 25 căn. Mỗi căn nhà trị giá từ 35 triệu đồng trở lên, từ nguồn vận động bà con nhân dân và mạnh thường quân đóng góp. Tại vì mình thấy bà con trong làng, trong xã nghèo, rồi chung tay với chính quyền địa phương lo cho bà con nhà là hoàn cảnh là gặp khó khăn. Đó là mấy anh em mới là súng vô là hùng năm là 2008 thành lập cái tổ nhà, là anh em trong cái tổ là được 20 mấy người là tự nguyện là người ta tham gia với mình, rồi trong đó là tham gia là vừa công vừa của nữa.
Không chỉ góp sức, mỗi tháng các thành viên trong tổ còn đóng góp tiền. Điều này rất đáng trân quý khi mà các thành viên có người, cuộc sống gia đình còn không ít khó khăn. Gia đình bà Nguyễn Thị Tuyền có hoàn cảnh khó khăn, không nơi ở ổn định, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê. Bà không giấu được niềm vui trong căn nhà được tổ cất cho. Hoàn cảnh thì nó cũng khổ, cũng nhờ địa phương chứ tổ cất nhà. Thấy hoàn cảnh mẹ con tôi khổ rồi giúp đỡ, được cái nhà ổn định ở. Ở đây thì các nhà trong địa phương rồi và ngoài ngoài địa phương là các tỉnh khác nữa. Cắt được trong được giúp được bà con được một cái nhà trong tổ với là anh em thì công lao cực khổ là không có nợ chắc chân, vẫn vui vẻ. Nhiều cái nhà mà khổ rồi là không có chỗ che nương nó, là anh em làm được lên rồi là rất mừng đó. Ngoài cất nhà cho người dân trong xã, tổ còn hỗ trợ cất nhà cho bà con nghèo ở nhiều địa phương khác. Bởi nơi nào bà con cần thì tổ sẽ đến giúp đỡ. Tinh thần trách nhiệm của các chú, các thành viên trong tổ luôn được thể hiện rất là cao. Mỗi khi có bà con yêu cầu các nhà đại đoàn kết thì các chú luôn song sáo tham gia. Từ khi mà hoạt động đến nay thì tổ đã cắt hơn hàng trăm căn nhà giúp cho bà con nghèo có cái nơi ở ổn định. Từ những cái kết quả đó thì tổ cũng đã đóng góp một cái phần rất là quan trọng trong cái việc mà thực hiện cái chính sách an sinh xã hội. Với những đóng góp đó, tổ cất nhà đại đoàn kết, nhà tình thương xã Phú An đã được các cấp ủy chính quyền tỉnh An Giang, huyện Phú Tân tuyên dương khen thưởng. Đặc biệt là tổ cất nhà đại đoàn kết, nhà tình thương xã Phú An ngày càng được bà con địa phương mạnh thường quân tin tưởng, đóng góp ngày càng nhiều hơn để cùng với tổ và địa phương chung tay cất tổ ấm cho những hộ nghèo khó khăn.